Này, nấu nước làm rắn mối anh em ơi. Nhiêu đời con ơi. Rồi, nước sôi. Con đổ đây được không? Quá nhảy lên chắc rồi, mình chuẩn bị làm. Đổ tôi đây nhảy chết mẹ ơi. Còn gắn đúng không? Gắn đây gì, gắn là do đó nè mà ngon. Gắn nó nướng mì vừa luôn. Cha vừa gắn là do ngọt để làm gì. Gì vậy? Em nuôi đó được. Thêm ca nữa đi. Lấy cái dao lại. Lấy dao lại con. Chạo ra. Được rồi mẹ. Chín quá hay gì? Chín rồi. Nước quá nóng rồi. Cạo từ từ đi được mà. Kéo lại bạo luôn. Bột da mẹ chắc mau hư. Chắc cái đó nhanh rồi đó. Lấy cái kéo con. Kéo ngoài nè. Lấy rồi. Làm thì lâu lắm đó, dễ ăn luôn. Ăn thì nhanh làm nhưng rất là lâu. Lột da nhanh hả? Lột mẹ cái gì chứ cạo cái dãy này cũng chua lắm à. Lột đi thấy nó ngon hơn, lấy cái gỗ nhỏ này con. Đựng thành phẩm. Cái này để ra ngoài đi lấy nước rửa ta. Hay đổ thêm nước cho đó luôn. Cạo đi bao cạo nào, cạo được cạo đi. Ừ đó trời để ơi. Cái gì cá để em thớt kìa. Em mà em mà em mà. Ừ, cái đặt đi. Chốc. Chốc. Chốc da luôn rồi ông ơi. Thì lột da nó mà. Lột da luôn đi. Đổ nước thêm vô cái thao đi bầu ơi. Đổ nước thêm xíu đi rửa nó luôn. Có dễ. Ừ, quá mập. Mỡ. Nù không có trứng luôn hay gì vậy? Thêm nữa đi trời, cái nhiêu vậy? Ừ. Da lắm kìa. Lúc đi. Lẩu hết đi con. Dạ nó ăn được không? Xong một con. Được sao không lấy da nó luôn đi. Rồi cái này còn cái da luôn nữa. Con làm phải lâu. Được không? Nước sôi quá chín luôn, thử gì. Dính rồi. Ủa? Cái này phải nãy mình pha cái nước cho nó hơi hẩm lại xíu à. Ừ. Chưa có kinh nghiệm. Ngon tẹp rồi, lọc sống rồi. Lọc sống được luôn. Bày cái đường nước tiêu vậy. Kể nó đi. Lấy từ cái mình thôi, lấy cái mình. Vậy thế nè, đi cô. Với con chuột luôn. Ủa? Được rồi. Mình ăn cái mình nữa thôi. Hai miếng mỡ nữa. Quá mập rồi. Trứng luôn nè. Con này ốm rồi nè. Xương sườn nó rồi đó. Trứng. Này nó đẻ được mấy con đó? 4, 5, 6 con luôn nha. Đẻ trứng mà này hả? Đẻ nở. Con nó đẻ cho nở cho bụng rồi nó mới đẻ ra. Chuột đẻ trứng thì đẻ con. Tất nhiên là đẻ con. Đẻ trứng ông ơi.
chứ con có thấy con chuột nào có đẻ trứng đâu. Mở bụng ra thấy chuột con không à? Đẻ trứng nữa là tới công chuyện luôn. Tới đây nó mà đẻ trứng nữa là cái chuột thành tinh rồi. Này làm nãy giờ chứ đừng con nữa trời. Chưa xong con nữa. Cắt cái đầu nó đi, cắt ngang cổ nó. Mở bụng ra. Ủa còn hai cái giò chưa sạch nữa kìa ông ơi. Cái giò kẹt nướng nó luôn. Cắt bỏ giò luôn. Mà ghê mà. Ghê mà thèm. Mình sẽ lần làm thứ hai. Xem có được không? Ui, chạy máu rồi. Đây là không xong rồi. Mình ướp sa tế anh em ơi. Rồi. Làm lâu quá lâu rồi. Hết rồi. Mà ăn mà chắc rất là nhanh. Làm thì lâu mà ăn thì nhanh. Dứt khẩu trang rồi kìa. Đâu? Kệ đi. Về đi ha. Tê hết này chắc nhiều dữ à. Ôi gì vừa thôi đâu nhiều dữ vậy. Ừ nhiều thôi được rồi. Nhiều quá cay lắm á. Ngấy rồi thấy chưa? Này thêm miếng muối bột ngọt nữa đây. Chắc phải có muối bột ngọt mới được. Ừ. Miếng đi. Quá êm mà nó như đó. Hả? Ngồi mà. Nó xíu hết trơn mà. Để miếng gì nước luôn sao trời? Ừ. Mẹ ơi. Nước một bự vô đi. Ơi, cái muối ít quá mình thêm cò anh em ơi. À, con cò trắng. Cò trắng mà thịt màu đen. Không qua. Cò trắng mà thịt màu đen. Đúng rồi, cái trắng là cái lông thôi. Còn lại là màu đen hết. Thịt có nắng màu đen hay giăng gã. Giăng giống gã còn đời hả? Ừ, đúng thiệt chứ bộ. Gã cũng lông trắng mà thịt đen, xương cũng đen luôn á. Này này tây đen da mà. Miếng muối vô mới được. Thì miếng muối miếng ngọt đi. Cái muối bị biến dị thành màu đỏ hả? Con này gọi là nhức nát. Nó ngọt đi vô muối. Cái đó là muối bị màu đỏ. Cái gì? Thì nó đó. Nghe cái màu đỏ luôn rồi kìa. Mà ấy lạc còn chấm mới quên. Ừ. Mặn quá ngon. Làm cái nước chấm chấm, chấm. Hả? Mình làm cái nước chấm chấm để cho nó có chắc thôi. Xíu nữa đây con. Ngủ đi. Trời ơi, con sợ hết ngọt kìa. Có bảy nó là ăn, có lấy vị thôi, để vị thôi. Ừ. Phải chắc rồi, không phải lấy vị luôn rồi. Ăn lấy ngon. Cho nó thấm ra nước. Ừ, để cho nó thấm đi. Trong cái thời gian đợi nó nóng. Được quá. Thì ít sợ tế hả? Hả? Thì ít sợ tế là để con cò vô cái nó. Ít thì cho nó một miếng nữa. Thì một miếng nữa đi. Ừ, đó. Tại mấy con cò vô nhiều quá. Cây đúng rồi sợ tế. Cái này cây chắc bào ăn được luôn quá. Thế này. Chết luôn. Gạch tư quá đẹp. Hứa hẹn một cái buổi sẽ rất là ngon. Bây giờ thì đã có rồi. Rồi để nó đi thấm chút xíu rồi nướng nó. Đi. Xong một công đoạn. Chuẩn bị công đoạn nướng và ăn. Vô nướng anh em ơi. Nướng bầu ơi. Nướng đi. Nướng trắng muối trước mình thưởng thức nó trước đi. Không thèm con này hả? Em ạ. Em ạ.
cái gì? Đừng có quậy con, cái đó nó văng cái thang lên. Cái giò cẳng nó lên đi xuống bỏ như tao nói quét lên tao bỏ qua. Không cái gì mày, cái người cái gì? Trời ơi, dằn thang dữ vậy ta. Dễ không? Trời ơi, thang nó bay dèo dèo luôn kìa. Kỳ vậy ta. Thang này thang cái gì mà nó nổ tùm lum chứ vậy. Cứ từ từ. Ké lên cái đồi cò thôi xem sao. Con này trứng quá trời trứng luôn. Quá trời cái thang này nó nổ rồi đây. Rồi gần hết luôn, ăn dĩ ra cũng hết rồi. Mình lớn nhiều chứ đi. Ôi nó khô khô rồi. Thơm rồi bà ơi. Gọi cho con ăn đi. Mới con bề ông ơi, chị ăn được ông ơi. Mới thơm thơm mà. Để chú phải dụ con. Tôi mới nói thơm mà đâu có kêu mẹ ăn đâu trời. Mới ráo ráo nè. Thang này sao nó ấy quá à. Mấy thang này im xíu. Cái này thang nổ mà. Ừ nó nổ tùm lum hết trơn nè. Dĩ à, được dĩ rau ráo lớp rồi thấy chưa, lớp đi nó dặn nó chờ cho tao bốn con nữa. Đi đâu rồi? Đi học. Ôi à, học 2:30 hả? 2 giờ vô học hai tao nghe nướng gì tao lợi đó thì đó nghe cảnh nói gì á, đừng có đút ngon cháy nó khói, nó hôi khói. Ôi bốc mùi anh em ơi, quá thơm rồi. Chuẩn bị bia đi. Bia chuẩn bị nước đá vừa đó. Nằm đi làm chỗ chứ cái gì. Ôi ôi cò nó vàng thật rồi anh em ơi. Thứ này làm sao mà chịu nổi đây. Cái đùi cò trước không? Ăn cái đùi trước. Sao ăn ngu quá vậy? Hả? Sao ăn ngu quá vậy? Ăn cái đùi không gì? Chứ con đâu có phải là con ăn cái bít đờ cò đâu mà nói con ngu. Cái cục lửa nó cháy rồi. Nhỏ ui ui nó văng kìa. Ui 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 ui.
Hàng nó văng phèo phèo vậy. Coi. Giọt hả? Quá gan. Nhiều mỡ cháy luôn rồi. Cháy hoài luôn ra. Là hấp dẫn đây. Quay qua này cho nó mau chín. Bị nước đá bia đi vào. Bị nước đá bia gì đi. Chín rồi nè. Trời ơi. Cái này chắc phải tốn thùng bia quá. Mồi quá bén rồi hả? Chuẩn bị cái dĩa đó hả? Chưa. Trời, chú Bảy này. Cái gì? Chú Bảy là biến quá à. Biến gì? Nó chưa chín. Biến gì? Cù trứng nó chín rồi nè. Nó bong bóc luôn nè. Trứng nó là con nó mới chưa làm đúng không? Chú Bảy quay clip làm cái gì vậy? Clip đăng trên YouTube. YouTube làm chi? Cho người ta thèm chơi. Sao mình không muốn đi, mình muốn nói gì thì mình nói là nó vui tươi. Vui đi, ai cấm cản gì đâu. Có cái gì ở đây? Đập con nữa, chú Bảy này. Con lấy cầm xả cho mẹ. Ủa chú Bảy lấy cái gì chở với con nói vậy? Cái gì? Chú Bảy lấy cái gì chở với con nói vậy? Cái tay. Thấy tay chở được không hả? Bóc chở ơi, trời ơi bình thường. Mấy cái tay là mấy cái tay là tới công chuyện luôn. Không thấy cầm cái đũa trên tay mà hỏi cái lấy gì chở không ơi. Không con tưởng chứ quả lấy cái cây màu đen đó thôi đó. Cái cây màu đen này là gấp than ông ơi. Ông ơi ông. Ai vậy? Ai mà không xong vậy? Cái này cũng nướng nóng nóng ăn chứ để nguội tanh ta. Ai? Chuẩn bị chín rồi. Cái gì? Ướp sa tế nướng. Ờ, vậy ướp nướng nha hả? Tao ướp sa tế, tao nướng cái này ông ơi. Ờ, còn tao chơi không có đâu. Mà tư chơi là đủ mà nướng lèo luôn á. Lèo, làm lâu chết luôn, mấy con làm cái tiếng đồng hồ. Được cái nhiêu đó à?
nó nhiều lắm, là những ba chục ba mấy con rồi. Cái con đâu này, nhiều cái gì mà rau rác nha mà một thao dữ thành như thế. Để ăn chung cái đó đó. Trời ơi. Ăn miếng thịt đó thôi, để nguyên miếng rau vô. Bia bia đi, vừa rồi, chín mồi rồi trời. Bia kìa. Bia rớt kìa. Ừ, bia kìa đi. Cháu đi đâu? Đâu, dân đi mua xăng. Đi mua xăng chuẩn bị đi thổi cò rồi, thổi chim mày. Gì vậy? Ủa nè, bia nè, thùng luôn. Ừ. Em em. Thầy tháo đủ nè, cái vỏ thì bia Kiên Giang mà cái thùng chứ thì còn. Mượn, mượn xác hồn vậy. Hồn. Chín rồi nè. Quá thơm. Mở bụng quá không ăn rồi. Mở, chín rồi. Tụng má nó mấy con bự nướng lèo nó. Trứng mở nhóc luôn miếng 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 vậy nè. Ừ. Chính là bẻ cái đầu ra ăn như cái rô chiên xù đó. Sao cái này lạnh quá vậy? Nướng lụi hả? Cái đó là đi vô đồng, nướng lụi nè. Tao thằng lé miên, thằng đít là còn dượng hai lần còn. Đủ mẹ đập rồi nướng lần, đủ mẹ đóng rồi đóng. Đó bự bự ơi, phải nhỏ vậy đâu. Để lâu rồi. Mẹ đó hả? Mày coi người ta nướng trắng mối chín nè. Trời ơi. Ơi. Ai đó? Con má nó mà xanh nước biển á. Má cái đầu. Ở cây trứng cá nhà mình nó bay cái ông Thành không? Vừa cái con chạy lại nó bay lại con bắp chín luôn. Bự lớn. Bự lớn. Con chích bự rồi. Con chích mà xanh nước biển á. Để đó đi đem trong chú mày phải chích cầu không biết. Chú anh dặn dặn kiếm cho. Ờ đúng rồi, chích lé chích cầu, để đó đi. Đâu con chích màu thì xanh nước biển đâu. Đưa lên con chích đó coi. Thôi bay đi. Trời ơi. Có đâu mà đưa. Ừ. Con có trứng rồi, nghe cảm giác sao? Ôi cha, còn nóng quá à. Nóng mới ngon. Thử trứng nó coi béo không? Trứng nó. Ừ, trứng nó chắc nguội rồi. Ngon không? Trứng nó chẳng trứng trắng nước vậy. Béo không? Béo. Ừ. Dớt đi. Thử thịt nó coi, ngọt không? Cảm giác sao? Nó cay cay. Cay cay sa tế. Thịt nó ngon không? Thịt nó giòn giòn vậy. Giống thịt rắn luôn hả? Chung dòng họ nó. Mời đi bắt nữa, nướng nữa không? Đi. Vậy là em phải không? Con kêu lấy bọc tay cho con đi. Nó có cắn đâu ngơi, cái miệng đi chút xíu. Nó cắn là lọc được mà. Có đau gì đâu, miệng nó chút xíu mà. Bẻo quá ha mà vào. Quá bẻo. Thứ gì chịu nổi thứ này. Ăn rồi cho cảm giác đây, phát biểu đi coi trời. Này chắc phải làm thêm con nữa không mới biết cảm giác à. Ít quá không có mùi vị chứ. Chưa đủ. Kích thích cảm giác phải không? Chờ kích thích cảm giác có mùi vị chắc hết dễ luôn á. Xương nó mềm không? Xương chắc mềm xèo à con này. Cha mày là nhai xương luôn. Ừ, cái xương này cho con nhai xương. Con nhai không được rồi. Quá em à. Quá em. Thịt chỗ này nó mềm á. Thơm à? Thịt thơm như thịt rắn nướng không? Sa tế. Tại này mình để sa tế nhiều. Đây, một dĩa đã chín. Dĩa đã chín rồi. Còn đây một dĩ nữa là xong.
hết thao. Rồi bột khỏi, bột khỏi. Mình chở nó cái đi để nó khét à. Này ơi, nó nghe xèo xèo luôn nè. Chảy mỡ luôn rồi. Rồi, cái đùi bên này chín nè. Đùi bên này quá lâu rồi này. Cái đầu này chắc lâu chín lắm nè. Ui, chỗ này lửa nhiều nè. Cái đường nó chín đó. Ui, dính cái gan, dính cái gan. Chạy đi, quan tâm nhất là trái tim. Trái tim. Cái tim ngon hơn hả? Ngon hơn gan hả? Rồi con đố chú Bảy. Anh Lộc đố con cái này rồi nè. Đố cái gì? Cái gì nuốt được của con quốc, ăn sống được luôn. Sống được luôn. Mệt của nó. Nói nuốt một cái là chú Bảy hiểu liền. Từng nuốt chưa? Ừ. Con từng nuốt cái nào chưa? Không, không dám nuốt. Nuốt hả? Sợ gì? Chú Bảy nuốt chưa? Ừ. Hả? Không, chú Bảy chưa bắt lại con quốc nào hết. Con quốc nó làm sao? Mày biết, mày đố tao mà tao chưa biết, bởi vì tao chưa nuốt đó. Đứng chưa lộn? Chị thử con đi. Làm rồi, quá béo rồi, nói quốc con có trứng nè. Làm con có trứng quá béo rồi. Nói quá hơi cay rồi, không có mùi vị kia. Dưa mà. Sạch tế hơi nhiều. Sạch tế hơi nhiều nên cảm giác hơi cay hay vậy.